Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các phần của Unit 1 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đã sang phần Listening rồi, phần luyện nghe. Và trước khi chúng ta vào phần luyện nghe này, mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh để các bạn cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ trong cái phần Listening này á, thì trước khi mình hướng dẫn các bạn làm các bài tập về luyện nghe này, thì chúng ta khởi động một tí các bạn nhé. Chúng ta khởi động cái phần Before You Listen này. Là cái phần này là người ta đề nghị mình là hỏi và trả lời những cái câu hỏi phía dưới đây đó, mình làm việc theo cặp đó à, thì những câu hỏi này nó cũng đơn giản thôi các bạn. Ví dụ như câu đầu tiên là Have you ever traveled by cycle? À, đây cái phương ngôn quốc tế mình vừa tắt trên đầu cho các bạn đó à, là bạn đã từng đi du lịch, bạn di chuyển bằng xe xích lô chưa? À, ví dụ trong trường hợp này nếu mình có thì mình nói sao? Yes, I have chẳng hạn. Còn nếu mình chưa thì nó No, I haven't. Vâng, đó, có thể các bạn có thể muốn trả lời có hay không tùy các bạn. Và người có thể có câu hỏi thứ hai, người ta hỏi mình When was it? À, lúc đó thì khi nào? Thì các bạn có thể trả lời là lúc đó là mình còn bé hay lúc đó mình 10 tuổi, 9 tuổi là tùy các bạn. À, mình có thể là When I was a little boy hay là When I was a little girl, vân vân. Các bạn có thể là cái lúc đó tôi còn là một cậu bé rất là bé hay là tôi còn là một cô gái rất là bé, vân vân. Đó, tùy các bạn nha. Còn có thể là lúc là When I was 10, When I was 8, vân vân, tùy các bạn nha. Khi tôi 10 tuổi, khi tôi 8 tuổi, vân vân. Có thể câu hỏi thứ ba, Is it interesting to travel by cycle? Cái việc đi bằng xích lô này có thú vị không? À, mình có thể là Yes, it is. Vâng, yes, it is. Vâng, rất là thú vị. Còn nếu các bạn thấy không thú vị thì các bạn trả lời No, it isn't. Vân vân. À, nó không có thú vị tí nào cả. Rồi, thì Which do you prefer? Nè, câu này cũng tương đối hay nè. Which do you prefer? Going by bicycle or by cycle? Give reasons. À, có nghĩa là giữa đi xe đạp với đi xích lô bạn thích cái nào hơn? À, ví dụ nếu mình thích đi xích lô hơn thì mình trả lời là tôi thích đi xích lô hơn. Còn nếu mà thích đi xe đạp hơn, mình quan trọng là mình nên lý do này các bạn. À, lý do ví dụ đi xe đạp là mình có thể tập thể dục nè, rồi mình có thể vận động nè, rồi mình có thể là chủ động hơn nè, vân vân. Còn đi xích lô mình có thể ngắm cảnh nè, có thể tiết kiệm năng lượng hơn nè, vân vân, tùy các bạn nha. Tiết kiệm sức lực đó, đó sức lực năng lượng của chúng ta đó, vân vân. Tùy, mỗi người có một sở thích riêng, quan trọng là các bạn nêu ra lý do nhé. Rồi, như vậy là đây là cái phần khởi động của phần luyện nghe này, hơi đặc biệt. Mỗi khi nghe thì ít có cái phần khởi động này, cho nên là mình đi nhanh cho các bạn thôi. Quan trọng là các bạn phải tập trung cái phần luyện nghe này các bạn này. Đó, cái phần luyện nghe của chúng ta rất là hay của ngày hôm nay. Cái phần luyện nghe của chúng ta ngày hôm nay á, là người ta cho mình 6 cái hình ảnh đây này. Đây, 6 hình ảnh ABCD này các bạn này, nhìn đây. A B C D E F này, đó. 6 hình ảnh này là tương ứng với 6 cái thời, 6 cái hoạt động của một cái ông tài xế lái xích lô này, đó, lái xích lô này. Vậy thì ông tài xế lái xích lô này. Vậy thì sau đây mình sẽ để cho các bạn nghe. Nghe đương nhiên mình sẽ để các bạn nghe 2 lần. Lần thứ nhất chưa có đáp án, lần thứ hai có đáp án cho các bạn nha. Và lần thứ nhất các bạn nghe, các bạn đoán xem rằng những cái hoạt động này các bạn xếp cái vị trí đúng của nó thứ tự. Ví dụ hành động nào đầu tiên là phải chúng ta phải xếp đầu tiên. Ví dụ hình chẳng hạn hình này là đầu tiên thì ta chọn hình này. Tiếp theo là hành động tiếp theo là hình này chẳng hạn thì ta phải chọn, ví dụ thế. Đó, sau đó chúng ta sẽ đưa ra đáp án các bạn nha. Có nghĩa là hành động nào diễn ra trước ta điền trước thứ tự 1 đến 6 các bạn hình dung được chưa? Rồi, đó thì cũng đúng với yêu cầu của bạn chúng ta này. Chúng ta sẽ nghe ông Lâm này. Đó, ông Lâm là một tài xế lái xích lô, là nói về những cái hoạt động buổi sáng của ông ta, và nghe cái bài nói của ông ta và đánh số thứ tự của bức tranh cho đúng với cái trật tự của cái bài nói của ông ta đó các bạn nha. Rồi, một lần nữa các bạn nhìn kỹ những cái hình này. Đó, các bạn nhìn kỹ hình này, rồi sau đây mình sẽ để các bạn nghe lần thứ nhất mà chưa có script các bạn nha. Lần thứ nhất chưa có script, chưa có đáp án, để các bạn xem, để các bạn điền vào. Rồi lần thứ hai mình sẽ cho các bạn xem đáp án để các bạn điền vào nha. Đó, rồi đó, cái sách nó hơi nghiêng tí, các bạn thông cảm nha. Đó, cái sách hơi nghiêng. Rồi, đó, 6 cái hình đó như vậy nha các bạn nha. Rồi bây giờ mời các bạn luyện nghe lần thứ nhất. Và nhớ các bạn để ý này, khi chúng ta luyện nghe là chúng ta để ý cho nghe lướt, chúng ta nghe, chúng ta đừng có bị vướng một câu nhé. Ví dụ câu đó ta làm chưa chắc đúng hay sai, chúng ta bỏ qua liền, chúng ta tiếp tập trung câu tiếp theo liền các bạn nhé. Nhớ, và để ý cái hành động nào, tưởng tượng logic một tí các bạn, logic một tí các bạn nhé.
hành động nào đầu tiên, hành động nào tiếp theo, chúng ta cũng có thể suy luận từ những hình ảnh này các bạn nha. Rồi bây giờ mời các bạn. The life in the day of. Hello everyone, my name is Lam. I'm a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at 5:30 in the morning. I start work at 6. My first passenger is usually an old man. I take him from District 1 to District 5. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh City College of Education, I pedal to Tai Bin Market. My next passenger is a lady who does shopping there every 2 days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to the shop in Chan Hung Dao Street. At about 10:30, I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There, I park my cyclo, chat with some of my fellows, and wait for my third passenger. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At 12, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest, and then continue my afternoon's work. Rồi, như vậy là các bạn vừa được luyện nghe lần thứ nhất và các bạn cũng đã có những câu trả lời riêng của các bạn rồi đúng không nào? Bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ hai có đáp án rồi sau đó mình hướng dẫn các bạn hiểu cái bài nói luôn. Thì rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đáp câu trả lời luôn. Rồi, đây là cái đáp án của chúng ta. Bây giờ mình mời các bạn luyện nghe nha. The life in the day of. Hello everyone, my name is Lam. I'm a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at 5:30 in the morning. I start work at 6. My first passenger is usually an old man. I take him from District 1 to District 5. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh City College of Education, I pedal to Tai Bin Market. My next passenger is a lady who does shopping there every 2 days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to the shop in Chan Hung Dao Street. At about 10:30, I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There, I park my cyclo, chat with some of my fellows, and wait for my third passenger. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At 12, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest, and then continue my afternoon's work. Rồi, như vậy là các bạn vừa nghe xong lần thứ hai và bây giờ mình hướng dẫn các bạn hiểu cái bài nói này. Rồi sau đó chúng ta làm nha. Rồi, ông Lâm này nói sao? Xin chào mọi người, tên tôi là Lâm, tôi là một tài xế lái xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường có một ngày làm việc rất bận rộn. Tôi thức dậy lúc 5:30 vào buổi sáng. Tôi bắt đầu làm việc vào lúc 6:00. Và cái vị khách đầu tiên của tôi là thường là một người đàn ông già. Tôi đưa ông ấy đi từ quận 1 đến quận 5. Sau khi tôi thả ông ta xuống tại một quán cà phê gần trường cao đẳng sư phạm, đó, gần trường cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tôi đạp xe tới chợ Thái Bình. Đó, chợ Thái Bình hay Bến Thành gì đó, hình như Bến Thành, Thái Bình, tôi không để ý, hình như Thái Bình hay sao đó. Tôi đạp xích lô đến chợ Thái Bình. Và cái vị khách tiếp theo của tôi là một phụ nữ, người mà mua sắm ở đây mỗi hai ngày. Hai ngày là cô ta đều đến đó mua sắm. Tôi giúp cô ấy mang tất cả những cái đồ mua sắm của cô ta lên xích lô và sau đó đưa cô ta đến cái shop của cô ta ở đường Trần Hưng Đạo. Khoảng 10:30 phút thì tôi đạp xích lô hướng về trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đó
tôi đậu xe xích lô của tôi đậu đậu chỗ đó, tôi để chỗ đó và tán gẫu với một vài người cùng bạn xích lô của tôi và chờ đợi những cái vị khách thứ ba, lần thứ ba của tôi đó, những cái vị khách thứ ba của tôi. À, những vị khách thứ ba của tôi là ai? Họ là hai học sinh, một nữ, một nam. Tôi đưa họ về nhà vào lúc 12 giờ. Thì sao? Tôi ăn trưa tại một cái tiệm cơm này, cái quán bán cơm gần chợ Bến Thành. Đó, hình như chợ ở đây chợ Thái Bình, dù cái chợ Bến Thành, đúng là đó các bạn. Rồi, sau bữa trưa thì sao các bạn? Sau bữa trưa thì tôi đậu xe xích lô của tôi dưới một cái cây và nghỉ ngơi một tí, sau đó tiếp tục những công việc vào buổi chiều của tôi. Đó, như vậy là chúng ta đã vừa được nghe cái thời gian biểu hoạt động của ông Lâm này, đúng không nào? Một tài xế lái xích lô. Vậy thì bây giờ từ đó chúng ta thấy rất rõ là hành động nào diễn ra trước các bạn. Rồi, các bạn nhìn đây, hành động thức dậy là đương nhiên rồi nè. Đó, hành động thức dậy nè. Vì hành động thức dậy là hành động thứ E, đúng không nào? Đây phải là hành động thứ nhất này. Đó các bạn nha. Đó, hành động đầu tiên. Đó, thức dậy, ông ta thức dậy là vào lúc ông ta thức dậy vào lúc 5 giờ 30 đúng không các bạn? Rồi 6 giờ ông ta mới đi làm đúng không nào? Hành động thứ hai là ông ta chở người đàn ông già đây này. Đó, hành động thứ hai. Đó, trong bài nó rất rõ đúng không nào? Ông ta làm 6 giờ và vị khách đầu tiên ông ta là một người đàn ông già đó. Và hành động thứ ba là gì các bạn? Đây, chở người phụ nữ, sau khi chở người đàn ông già rồi chở người phụ nữ đi mua sắm á tại chợ đó. Rồi hành động thứ tư là hành động chở, sau khi chở người phụ nữ thì chở hai cậu học sinh, một nam một nữ đúng không nào? Đây là hành động số 3 này các bạn nha. Số 3, đây là số 4 này. Đó. Rồi, số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi số 5. Hành động số 5 của ông ấy là hình B này các bạn này. 12 giờ ăn cơm trưa đúng không nào? Đó, Vân ăn ăn trưa tại tại một cái quán cơm ở ở ở thành phố đó. Một quán cơm đó ở đâu ta? Ở gần chợ Bến Thành đó. Đó. Rồi, hành động cuối cùng là sau khi ăn xong ông ta nghỉ ngơi đúng không nào? Hành động số 6 là hình D. Đó, hành động số 5 là hình hình B. Đó, như vậy là hành động số 6 là hình 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 D đó. Như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết được cái bài tập này. Bài tập số 1 của phần luyện nghe này là chúng ta nghe được thứ tự của các hành động rồi và chúng ta điền được vị trí của nó. Rồi nếu các bạn vẫn chưa hiểu vì sao số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thì các bạn xem lại script này là các bạn hiểu ngay liền đúng không nào? Và mình đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Đó các bạn nha. Rồi, ok. Rồi như vậy là các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi video này. Và không và mong rằng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn vài phút nữa đến video tiếp theo. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.